Dạ thưa quý vị, vợ chồng em mới từ dưới quê lên và hôm nay rất là vui khi có mặt tại đây để đến với chương trình Tự tình quê hương 6 Cẩm Ly kỷ niệm 30 năm ca hát. Dạ, hồi chiều vợ chồng em mới ngồi bến xe vô đây, thấy trời mưa cũng lo. Bây giờ nhìn xuống thấy quý vị đông kín cái rạp hát Hòa Bình tối ngày hôm nay. Dạ, Cẩm Ly xin gửi lời chào thân thương, trân trọng đến tất cả quý vị. Cẩm Ly trân trọng cảm ơn. Mắc gì liếc Cẩm Ly? Chỉ có cái một ruồi là giống Cẩm Ly thôi nha. Mà cái một ruồi này là mới chấm hồi nãy nghe quý vị. Vô duyên. Một ruồi làm như tử vi dễ chấm. Trời ơi, thà đừng lên tiếng. Người ta nhìn xa xa, người ta còn thấy có vẻ giống Cẩm Ly. Lên tiếng một cái người ta biết Cẩm Lu liền nha. Vô duyên hà, tôi là Cẩm Ly mà. Ôi bà mà Cẩm Ly chắc tôi Minh Tuyết à. Trời đất ơi cái... Nó nghe, cái tướng này ví dụ Lam Trường người ta còn thấy giống. Nghĩ sao đòi làm Minh Tuyết, cái cốt muốn làm Minh Tuyết lắm phải không? Không cho làm Minh Tuyết thôi, bây giờ tôi làm Hà Phương được không? Trời đất ơi. Không, Minh Tuyết cũng làm Hà Phương cái cốt kỳ cục chứ trời. Nó cái giống Quốc Đại còn tin. Không, nếu nó giống Quốc Đại thà tôi nó giống Đại Nghĩa. Ý ông Đại Nghĩa vẫn hơn Quốc Đại đó. Hey, đừng có nói vậy, Quốc Đại trông nghe buồn. Mà nó nghe nè. Gì? Vợ chồng mình dưới quê sắm được hai bộ đồ thiệt đẹp, lên đây để coi cái live show của chị Tư Cẩm Ly. Ừ. Rồi tại sao ông ngồi dưới kia coi cho giống với người ta đi, mà kéo tôi tràn lên đây chi vậy? Nói nhỏ nghe. Cái gì? Cái thứ hạng của vợ chồng mình á, đâu có được đứng trên này. À, tôi đạp ống heo mua được hai cái vé hàng cuối chót á. À vậy hả? Coi chương trình. Ừ. Mà nói nghe, tôi mê Cẩm Ly từ nhỏ tới lớn. Tôi muốn gặp Cẩm Ly ở ngoài đời. Ừ. Có cái mục ruồi của chị là giả hay thiệt á, hiểu không? Tôi len lỏi cho nên tôi kiếm Cẩm Ly đó. Vô được không? Đâu có vô được. Rồi bởi vậy sao mà ta vô? Phải giả dạng. Giả ai? Tôi vô ngoài cửa hậu trường kìa. Tôi lấp ló. Tôi che cái non lá. Tháo non lá xuống. Bởi vì nó y, cái mặt đàn ông quá Minh Vi phải không? Cái này còn gan dữ nữa. Trời ơi, ông Minh Vi mà cái giao diện như vậy là bà Cẩm Ly khổ á. Thì đó, cái bao diện nó không phải Minh Vi. À. Cái liếc xuống cái miệng giống Hải Ly quá, y Minh Dự. Rồi, cho vô luôn đó. À là vậy mới được vô. Đã biết Minh Vi là fan của Cẩm Ly hiểu không? Ừ, rồi nó nghe nè, rồi vô đây làm chi? Rồi lẽ vô đây rồi mình coi trong cánh gà vậy sao? Cầm giùm. Sao vậy? Vô đây kiếm tiền. Ê, đừng nói vô móc túi nghệ sĩ nha bà. Đâu ra móc túi? Gì vậy? Quay hình lại chim. Bây giờ là mình len lỏi vô đây không, mình quay hình Cẩm Ly, quay hết toàn bộ nghệ sĩ luôn, quay luôn chương trình up YouTube kiếm tiền ông ơi. Khoan nói nghe nè, tại sao phải làm như vậy? Chờ chương trình người ta ra đàng hoàng, người ta up lên trên YouTube á, rồi vợ chồng mình ngồi coi cho đàng hoàng với người ta, làm gì phải quay lén vậy? Ông xong dạy khờ quá. Mình up mà up sao chính chủ sao có view được? Trời ơi, nhờ cái ơn của bà nha, mà chương trình người ta ít view đó. Chị Cẩm Ly đâu nãy giờ không thấy? Chắc chỉ còn ở trong đó để chuẩn bị cho cái tiết mục tiếp theo đó. Đứng trọng đợi hả? Trong đó đó. Tôi quay hình chị. Ê khoan, làm gì vậy? Quay hình chị chút xíu. Quay hình gì? Đứng đợi quay chị. Xe đụng bà. Ông điên hả? Đứng đây xe nào đụng? Cái gì mà ồn dữ vậy? À! Sao còn có cái cùi không vậy? Trời ơi, Cẩm Ly cạp nát điện thoại tôi. Thôi bà điên bà ơi. Trời ơi, cạp được cái điện thoại này chỉ có cái miệng của bà cạp thôi chứ ai mà cạp. Điện thoại tôi mất tiêu rồi. Chắc là ông bảo vệ thấy bà cầm điện thoại mà cứ quay hoài á, người ta lấy ta liền hiểu không? Đó, sẵn tiền nhắc khán giả luôn nha. Nếu như mình ngồi mình coi, mình đừng có livestream, đừng có quay cái gì trơn, ngồi coi cho đàng hoàng, cho thoải mái nghe. Hồi năm ngoái, trời đứa cũng bị đặt đi coi hát đó. Đem theo 30 cái điện thoại, bị tịch thu hết trơn rồi. À. Lo quay hình hiểu không? Rồi cái tay cầm điện thoại, con mắt dòm dòm láo liên, coi bảo vệ có bắt mình không? Rồi có coi được miếng nào không? Nguyên chương trình đâu có thưởng thức được đâu. Thì bởi. Trên quý vị, tối nay con mắt mình thưởng thức, cái tay mình để không để chi? Vỗ tay cho chị Cẩm Ly được không quý vị? Dạ còn dạ. Điều nữa dặn luôn, bởi vì rút kinh nghiệm của nhỏ vợ của em. Năm ngoái nhớ đi coi một cái show không? Ừ. Ngồi dưới ăn quá trời ăn luôn vậy đó. Ăn thiếu điều ha, mà cái tiếng gian trong cái miệng ăn của bà nó ác luôn tiếng ca sĩ á. Ông nói quá, cái mỏ tôi như cái mỏ cài vậy là ghê. Ủa, vậy? Cái mỏ bà không phải như mỏ cài đâu, như cái máy xúc thôi hả? Vô duyên quá. Nó, cho nên dặn luôn, ngồi dưới mình đừng có ăn gì hết trơn á, mình tập trung mình theo dõi luôn được không? Đúng rồi, bây giờ mọi người nôn nóng nữ chính đêm nay đang ở đâu đó. Tôi với ông dán màn mời chỉ ra không? Làm liền đi. Mọi người ơi, chuẩn bị một tràng vỗ tay thiệt nồng nhiệt để đón chào nhân vật chính ngày hôm nay. Mở màn!